đây. Trời ơi. Đây con cá độc đúng không? Cá đục. Cá đục à? Đục. Tươi. Cá sẽ ăn gì? Cá ăn cá xuất khẩu, xuất khẩu quá. Đắt tiền. Hảo vàng. Đi chân đi đi chân đất. Tươi này. Đỏ này. Con nó mắc mà. Cái con này này. Cười hết mà đây này, cười hết mà. Đỏ hõm luôn này, mặt ông sáng lung linh này. Con này là to nhất đâu các bạn, hay còn to hơn nữa không? Người là to, có tay á. Đây là nhỏ quá. Đây là đây là lỡ đây. Lỡ quá. Ừ, nhỏ này nhỏ nữa. Cá đục à? Cá đục. Con tên có khá không? Ha. Con tên có khá không? Không. Dính rau dính đồ này. Lỡ quá. Cá nó béo không mày? Không. Béo à? Không được. Không mà ăn cái gì vị quá ngon. Vì ngon à? Nhiều nạc tí, à? Đường tí hột tiêu tí nước mắm vô kho khô lên rồi nè. Liền bà đẻ ăn là lành nhất đây. Cả nó có chim đắt, đắt tiền đó mấy. Hiếm à hay là sao? Vừa hiếm là bảo mà hiếm ăn cái cá ngon. À hiếm mà ngon. Em ghét em luôn. Đục tên gọi hay à. Con một. Cái màu nó nhọn như cái đục thôi anh. À thì có cái đục tại mồm mồm mà nhọn quá. Màu nó nhọn như này. Cá nhọn bằng các cái kìm bằng răng. Cái kìm mà màu nhọn hơn như thế là cái kìm. Chóa quá, chóa quá. Chị khác nhau là cái mồm nhọn đấy đúng không? Ừ, có gì đâu hết đâu này. Nhọn không bằng cá kìm. Cái thứ hai nữa cá kìm cũng nhọn, cá kìm cá kìm mà nhọn, cá nhiều cái xíu của cá nhọn hoắt mồm như thế là cái cầm à. Chả khác cá bình thường. Ăn cá này béo không anh? Ngon lành. Ngon lành. Cá đục. Rồi hết đi rồi đó. Có vảy mấy đồng đến đúng không? Vảy cả. Có đi vảy.